Chưa mở lần nào. Em mở ra làm ha. Cái này đúng 25 10 30 ngàn cây. Cuối 29 rồi. Chắc ít chạy hả anh? Ba mấy ngàn nhiêu? 30. 30 là quá ít rồi. Đây chiếc rồi. À. Cái này thật không? Đây ba bộ nồi đã ý thì mình làm xong thì, mình vớt bẻ độ thì đánh bi bài mình hết à, làm cái ro đó nó mở lên đây luôn rồi. Còn zin nó chạy tới 80% mà tới đây à, đứng ha làm nồi, nó mở tua nó nhẹ xe bốc đi máy lắm à, nó làm chuông nè bố à, so luôn. Cho nó nhẹ im máy bốc hơn rồi nó được chơi luôn, giúp cái lượng gió nó nhiều hơn, xe nó nhẹ nó bốc hơn á, nó lọc nó zin nó chạy thời gian là bụi nó đóng rồi à, như bản thân zin nó bằng giấy á, nó không có đủ gió chạy, gió chơi này anh em xài tới 4-5 năm rồi nha, nó rất là bền ha, và đi nó tiết kiệm xăng hơn nữa. Rồi ok, mình lắp vô ba chiếc ha, chiếc đen đỏ chẳng ba bộ nồi, cái nồi lọc gió rồi gió ha, rồi nhẹ xe lên máy, chiếc này làm thêm cái hắn đĩa nữa, heo dầu nó bị kêu, chiếc này làm lắp bớt khúng, rồi ok để em ráp cho mình test tình xe cho anh em coi nha. Cái nồi vô giờ mình chạy thử test cho anh em coi cái nồi máy của nó không, đây còn hai chiếc đèn đỏ luôn. Giờ ráp vô từng xe là xong. Anh em nha.
cái bếp cọc đó, khắc phục cái lỗi đó luôn. Ba anh em im nhẹ, có đời có hậu, cái này có bảo hành luôn nha. Anh em nhu cầu liên hệ nha. Đây, tiếp tục buổi chiều bận rộn của anh em nha, thắt đỏ, thắt trắng, thắt 300 nè, thắt xanh, thắt đen. Hôm nay là thắt ấy là đủ màu luôn, bốn chiếc luôn nha. Nhà những xe đang làm đó nè, 300 mì gã máy nguyên chiếc làm lại, làm full cục máy là luôn, dên đầu lòng. Về dọn sơn. Ok, thắt ấy hôm nay là 4 chiếc luôn. Đen, xanh, trắng, đỏ.